Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì gia đình của Bằng sẽ đi thưởng thức một cái món ăn rất là ngon của người Việt ở Lido Sài Gòn. Đó chính là món phở. Và hôm nay nhà hàng Holic họ mới mở một cái nhà hàng mới ở trên đường Beach, nên là gia đình của Bằng sẽ đến đây để thưởng thức cái món này. Và đối với Bằng thì phở Holic rất là ngon ở Lido Sài Gòn. Tuy rằng ở vùng Lido Sài Gòn này có rất là nhiều nhà hàng phở, nhưng mà gia đình của Bằng thì thường hay ăn ở phở Holic. Phía sau lưng Bằng đây là nhà hàng phở Holic đây mọi người. Bây giờ Bằng sẽ đi vô trong quay cho mọi người coi nha. Ok. À, cho em anh ăn phở bò bắc hoa không hay là Các tái bò bắc hoa đi. À, nổi tiếng nhất ở đây rồi. Với sườn bò. Một phần sườn bò một cái sườn bò, một cái tái bò bắc hoa. Em ăn gì em kêu luôn. Em kêu một cái phần phở tái bao tử nha. Ừ. Uh-huh. Một phần phở tái bao tử. Vậy là tái bò tử bánh nhỏ hả? Bánh nhỏ. Bánh nhỏ hết. Hai cái bánh nhỏ hết. À, anh ăn gì? Tái bò bắc hoa. Tái bò bắc hoa. Cái một lại có ăn được sườn ban sườn hả? Đúng rồi, với một cái sườn bò. Đây là cái menu của nhà hàng phở Holic nè mọi người. Có một phần sườn bò hả chị? Dạ. Xong rồi. Đây là phía bên trong của nhà hàng phở Holic. Quá trời rộng luôn á. Rộng lắm á mọi người. Đây là khu vực để ăn nè. Đây quầy để tính tiền. Đây là cái khu vực bếp. Quá trời sạch đẹp luôn. Grace ngồi với mẹ hả? Con ngồi đây cho con ăn ấm hả? Hả? Ba ngồi với trong đó. Ba ngồi bên đó diễn đây. Đó, không có lên được bàn luôn. Xuống đây. Ngồi xuống. Nhớ bằng hả chứ. Đây là hành trần đó anh. Hành gì? Hành giấm. Hành giấm. Hành giấm. Rau, giá. À, cái này là tương ớt với tương tương đen. Ok. Bé Ray rất thích ăn giá. Bé Ray là đây là ngò ôm. Đây là dĩa rau của cái phở Holic đây mọi người. Này là ngò ôm nè. Lá quế, ngò gai, chanh. Với ớt. Để quay cho mọi người coi cái khung cảnh xung quanh của cái quán phở Holic mới ở trên đường Beach. Đây là một cái sân vườn vậy đó. Cái kiểu giống như là cà phê sân vườn ở Việt Nam nha. Rất là đẹp luôn. Quá rộng. Rộng quá. Cái quán thì nằm phía trong đây. Cái bếp thì nằm kế bên cái quán luôn. Bên đây còn có một cái nhà hàng của Mỹ nữa. Họ bán bakery, bán bánh. Ở đây một cái sân vườn nè, có mái che, có cây, rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Có nắng không? Ấm. Ấm hả? Phở Holic bình thường là đã rất là ngon rồi, nhưng mà hôm nay được cái khung cảnh đẹp nữa nên là nghĩ là rất là tuyệt vời luôn đó. Cái này đi ăn hoài quá. Bình thường thì khoảng 2 tuần, 3 tuần tụi em mới ăn một lần. Nhưng mà nếu mà ăn phở thì tụi em sẽ ăn ở Holic. Đã thưởng thức rất là nhiều tiệm phở rồi, nhưng mà có lẽ là Holic làm giống với cái hương vị mà tụi em từng ăn nhất, nên là thường hay ăn ở Holic. Trước đây thì ăn ở nhà hàng ở đường Busa với đường Busa, thì chỗ đó thì nó hơi chật tí xíu thôi. Qua đây thì quá rộng rãi luôn rồi. Wow, cái tô bên đây nó cũng đẹp hơn bên kia nữa nha. À, bên đây. Wow, cái tô bên đây cũng đẹp hơn cái tô bên kia ha. Mẹ bé Ray đang ăn cái món phở bao tử với tái. Đó. Cái món tại vì mẹ bé Ray thích ăn bao tử. Thích ăn bao tử. Còn đây là một cái tô sườn bò. Sườn bò, chỉ có sườn bò thôi. Cái này rất là ngon nha mọi người. Còn đây là cái món đặc trưng của phở Holic là phở bò tái bắp hoa. Đó. Cái bò này họ cắt rất là mỏng và khi mà trụng chín lên nó xòe ra như cái bông hoa vậy đó. Rất là ngon nha. Ok, bây giờ thì Bằng sẽ thưởng thức cái món này thôi.
hành hành giấm này bình thường người ta sẽ bỏ tương vô đây rồi người ta trộn lên người ta ăn, nhưng mà Bằng không thích ăn chỗ đó bởi vì nó hơi gắt á, nên là Bằng bỏ thẳng vô trong tô phở Bằng ăn luôn. Ok, bây giờ sẽ cho vô ít rau, đây là lá quế. Ngon quá ha. Ngon không? Hương hương vị có giống như bên kia không? Chưa ăn hả? Đây là lần đầu tiên Bằng ăn phở Hollis ở cái quán mới này. Trước giờ thì toàn ăn ở bên nhà hàng bên kia không à? To hơn luôn hả? Yeah. Thật ra thì hai vợ chồng em mà ăn hai người là chỉ được một tô phở thôi, tụi em có ăn rất là ít. Hôm nay nhịn đói từ sáng tới giờ. Đó. Nhưng mà hôm nay là qua đây là kêu mỗi người một tô, bởi vì là sáng giờ là cố gắng là không ăn gì hết để quay thưởng thức cái hương vị của phở Hollis mới này như thế nào. Ôi trời, sao con bóc tay luôn sợ vậy, để mẹ gắp cho. Ok, bánh phở. Quá tuyệt vời. Vẫn đúng hương vị đó. Nhưng mà với cái khung cảnh nó đẹp quá, thoải mái quá nên là rất là ngon. Ngon. Ngon quá. Ồ, bé Ray ăn dữ ta. Hồi nãy mình quên lấy receipt ha. Hồi nãy không biết hết bao nhiêu, để coi lại coi. 23 đồng hay sao á. Ồ, 23 đồng. Tổng cộng hết tất cả những món ăn này luôn là hai tô phở, một cái sườn bò là có 23 đồng. Bao gồm hết luôn á, everything 23 đồng, chưa có tiền tip thôi. Quá ngon. Tự bóc ăn luôn. Chỉ có điều là cái bàn này nó hơi xa đối với người Việt Nam mình á. Đối với em thôi, chắc là em nhỏ con, ngồi hơi phải chồm lên. Ngon quá. Nước lèo rất là ngọt nha mọi người, rất là ngọt luôn á, tái rất là mềm. Phải gặm cây sườn bò này thôi, xin phép mọi người xíu nha, cái gì cái sườn bò này mà không gặm thì không được. Chết tôi à, trời ơi sướng. Ăn sườn bò phải gặm thì mới sướng mọi người. Hồi nãy nó kéo cắt là làm kiểu thôi. Bây giờ mới đúng thật sự là ăn sườn bò. Thứ như ăn thịt gà mà kêu mà lấy dao nĩa cắt này không ăn. Ăn thịt gà phải cầm xé xước trước mới sướng. Nào có nguyên cục gân á, có nguyên cục gân nè. Đầu nó cứng. Con bò này chắc già. Gần cứng quá. Bỏ bên. Quá đã. Mấy người bạn nước ngoài đang ngồi xung quanh em nhìn em là không biết này nó ăn cái gì mà ghê vậy. Hay nhìn người nước ngoài họ đâu có ăn cầm cắn kiểu nó giống vậy. Quá trời người nhìn luôn mọi người. Không sao không sao.
Đây là cái món ăn của người Việt mình mà, nên là mình họ phải học cách mình ăn chứ mình đâu có nào mà gì họ được đúng không? Quá xuống. Đã quá. Quá đã. Có hai anh chàng người Mỹ ngồi đối diện với em, đang nhìn em ăn cây sườn này coi như thế nào. Làm hoàng này nó cầm nó cắn ghê rồi. Quá phê. Sạch sẽ. Con đang làm gì trên đó vậy? Có. đi xuống đây mẹ lên dẫn xuống nè, vào lên mà dẫn xuống này, xuống tự xuống được mà, xuống đây đi chơi nè, qua đó chơi nè, xuống thôi, bò xuống được. Bò xuống. Ok rồi, xuống đây. Ok, rồi qua đây. Đây nè, đi qua ba đi qua bánh. Ăn kia. Ba muốn ăn cái li chi. Cái này nhìn cream nhiều quá. Yeah. This one. Anh nghĩ là một chuối thôi. Không có điểm này. Không ngon không? Ok. Cái này dễ ăn hơn. Cũng được. Hay một chi khách đi. Cái kem nó anh không thích lắm à. Đứng dậy ơn à. Can I get the cheesecake? Ồ, cái này có... Ồ, cái này không phải chuẩn sơ rồi. Ok, $9.79 cho một cái cheesecake và một cái bánh đó viết tên gì luôn. Yeah. 10 giờ đến 9 giờ tối, 8 giờ tối. Đây là cái giờ mở cửa mọi người. Ok, cái tiệm bánh tên là Kiss Bakery. Ok. Em thấy cái cheesecake đó bảo rất là ngon á. Đi con. Go. Rồi có nước uống không? Nước uống ở đâu? Wow, rộng quá. Wow, ở trong đây rộng quá. Ở phía sau này rất là rộng luôn mọi người. Em tưởng là nó nhỏ thôi, ai ngờ rất là rộng luôn. Wow, bên đây có rất là nhiều quán bán đồ ăn luôn nha. Nhiều lắm á. Mà những cái quán này là họ làm kiểu cái bếp mở mà. Mình có thể đứng ở ngoài nhìn được cái bếp luôn. Đây. Đây là nhìn được cái bếp luôn á. Wow, ở đây là đang xăm hình. Quá dữ. Bánh xèo bôi. Bánh xèo bôi. Đây bán bánh xèo. Bánh xèo mọi người. Bạn nghĩ là chỗ này rất là lý tưởng cho những cái gia đình mà mọi người mà ở xa Lido Sài Gòn cuối tuần có thể đến đi chơi á. Anh ơi. No, con không có đụng vô. Nổi không vậy con? Sách nổi không vậy?
Ok, mẹ bé Ray đã lấy được ly trà sữa rồi. Hokkaido hả? Hokkaido mà bỏ cookie, cái loại cookie Oreo á, cái loại bánh rồi. Bánh Oreo. Ok. Bé Hưng đang xếp bịch bánh. Muốn ngồi ngoài trời hay là ngồi trong đây? Ngoài trời thì qua anh kia ngồi. Dạ, yeah, cũng được. Qua đây ngồi. Yeah, ăn cái này là ghiền nha. Yeah, high five. Mạnh lên. Pa pa pa. Cũng được lắm á. Ừ, cũng được lắm á. Ở dưới nó có đường đường nâu hay gì á. Cái chi két ở đây rất là ok mọi người. Ngon quá. Ngồi xuống, ăn ngồi xuống. Cho ăn ăn nè, tới ăn nè. Ngồi coi tới nói ăn chưa kìa. À, trời ơi, ôi, ôi, làm cục bự vậy ta. Uống trà sữa luôn hả? Wow. Cái chicken này lạ, nó có thêm cái brown sugar nữa. Mà cái brown sugar này nó nướng này nó làm sao? Nó thơm thơm. Có uống nữa, uống trà sữa nữa không? Vô. Nắp kinh nè, lau miệng đi. Trời ơi, coi kìa. Coi ăn cái mỏ kìa. Cái protein hồi nãy á, nó giống như rau tàu. Ngon. Khó ăn á. Nữa hả? Nhâm nhâm hả? Nhâm nhâm nè. Vô. Mâm. Dính ngoài miếng hả? Tém vô. Rồi nó tém vô kìa. Tém vô kìa. Tém. Hùng ba kìa. Hùng ba kìa. Ê, giỡn hoài. Giỡn hoài. Giỡn hoài cái miệng vậy tao không ba. Không ba ơi, không ba ơi. À, ok, bây giờ là tụi em sẽ đi về. Hôm nay là một bữa ăn rất là no nê rồi. Tính là chỉ giới thiệu cho mọi người biết về cái quán phở Hollis mới mở ở trên đường Vít thôi. Bởi vì quán phở này bằng rất thích ăn. Nhưng mà ai ngờ đâu là có thêm một cái khu business mới mở ở đây nữa. Rất là đẹp luôn và rất là hoành tráng. Quay cho mọi người cùng coi luôn. Ok, thì là kết thúc cái tập 2 trong... chủ đề những món ăn ngon ở Lido Sài Gòn. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.